Không còn thắng được, chân này thua à, không tới đây à. À, nhẹ thôi. Không là thắng được. Nó phải tập dần dần Nè, mới mới được á chú được. phải có vật lý trị liệu á, Đúng rồi. có người rành mới tập được. Ơi, tự nhiên cái giật về chú. Sao đó, âm hiên em. Mình đi ngày gác qua đây nha vợ ha, làm gác chân quanh nha. Cô về Sóc Trăng không? Về hả? Chà, kiểu kiểu như khao khát đó chú ha, tại vì Sao không mỗi năm có, mỗi về đó. mỗi năm mới Bây về giờ nằm không đây 3 năm. Là bây giờ cái mong muốn của chú là dẫn vợ đi bệnh viện để mà hỏi bác sĩ tháo về cái đường đó ha, đường đúng ho đó rồi, ha. mong cho bà vô được bệnh viện một chút, gỡ được cái này ra cho bà khỏe chút, chứ còn mà hồi phục 100% chắc không có là không nổi Không 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 được hả chú. đâu. À, hiện tại thì team GoFood đang kinh doanh thêm gạo và nhu yếu phẩm. À, nếu bà con trong và ngoài nước có muốn làm từ thiện ở các chùa nè, trẻ mồ côi, bếp ăn không đồng. À, em nhỏ xin chào tất cả cô chú anh chị thân mến. À, hiện tại em nhỏ đang đứng tại một cái dãy trọ, ở đây là huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, là cái vùng rìa của Sài Gòn. À, ngày hôm nay em tiếp tục lại thăm cái trường hợp mà xưa nay em nhỏ đã từng chia sẻ và từng được rất là nhiều người yêu mến, bởi cái tình cảm vợ chồng của cô chú nó không có từ nào mà diễn tả được hết, cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay em nhỏ tới cái dãy trọ này, nếu mà cô chú theo dõi lâu và thường xuyên là sẽ biết được cái dãy trọ này là của cái trường hợp nào. À, thôi em nhỏ không có dài dòng nữa, đó là trường hợp của chú Được và cô Lan. À, cô Lan thì bị gì ta, hậu Covid, cho nên cô nằm một chỗ và người chỉ còn bộ xương, da bọc xương không à. Thì trước đó cô với chú chỉ là cắt nối thôi nha, không phải là như những cặp vợ chồng khác, nhưng mà rất là yêu thương nhau. À, và ngày hôm nay em nhỏ tới đây cũng khá là lâu, cũng phải là 4 5 tháng rồi em nhỏ chưa có ghé lại đây. Hôm nay ghé lại thăm cô chú, đem những cái phần quà em nhỏ nghĩ là sẽ rất là ý nghĩa, cũng như là rất là cần đối với hai vợ chồng cô chú. Thôi bây giờ em nhỏ xin mời mọi người cùng vào bên trong nha. À, thì em nhỏ vào nhà chú Được, phòng chú Được rồi. Giờ chú Được bật cái điện anh giùm con chống sáng nha, tại trời con thấy Con nó quên hai chồng chú rồi chứ. dạ Thấy lâu quá rồi hết tới giờ. con trai chào chú Được nha. Cho con gắn cái mic cho Rồi. hai chú cháu mình nói chuyện cho nó dễ. Chú gài cao này lên được không? Chú gài đi rồi con ấy gài cao gội áo cho nóng hả chú? Chú Mới mới làm làm gì sao? ăn à mới 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 làm bật. gì xong rồi? Đâu có gì đâu, ngồi chơi đợi. Này cho con bỏ này ra tí nha. Rồi. Rồi chú ngồi đó đi Rồi. chú Được, ngồi đây, con ngồi đây. Dạ cho con ngồi đây nha. Rồi. Con chào cô Lan nha. À nhớ con không? Nhớ hả? À con đến đây nhiều lần rồi đó. À vậy nha, để cho hôm nay con tới đây thăm cô Lan này có cái quà nha, còn tí nữa con nói với chú nha. Cô định ho hả chú? Mấy đời bỏ ho ra ngoài không mà không đâu có còn hút đàm nữa, Còn cái lỗ đàm không hả chú? này mình đâu có được có điều kiện đem vô bệnh viện cho người ta gỡ cái nồng cho nó đỡ được chút rồi mới ăn. Mấy đời vẫn ăn bom mà chưa ăn Ủa miệng, là mình chưa có gỡ cái chưa đâu có đủ điều kiện đâu mà vô ý là bây giờ mà chú lên chú gỡ cái đó được là ăn bằng miệng hả? ăn bằng miệng được, là nói chuyện được, phải có gỡ được cái đó mới nói chuyện được, Dạ. giờ dướng cái nồng ở đâu nói chuyện được, Rồi, phải chú không á? chú ngồi xuống đi chú Được. Chú ngồi sát ở đây nè, chú ngồi sát ở đây cho. Dạ. Rồi mấy nay rồi sức khỏe chú thì sao? Cũng không khỏe, cũng phải ráng khỏe đó, phụ lo cho cô chứ sao giờ có ai nữa đâu, con không biết rồi đó. Hình như con thấy chú đen lên đó hà, chú đi làm hả? Có giặt nắng trước dọn đống này nè đi đuổi á, Bị đuổi là sao? cái ba cái đồ nghề hôm nay ta lấy cái đất lại rồi mắc dọn á, À đúng rồi. ba cái đồ để lên trước á. Cái đồ xây dựng của chú của chú lúc trước chú đi làm á ha. Nó dọn đã trả đất lại cho người ta.
Chú là con thấy có vẻ là đen hơn, nhưng mà sức khỏe thì chú kêu không khỏe cũng ráng khỏe Cứ hả? hai rồi mà lo cho bả tôi làm nó thôi, Dạ. kéo dài 3 năm, đúng nay đúng 3 năm rồi đó, Tới thời điểm này là 3 năm. 3 năm mà. Còn Tháng sao 7 21 con thấy mỗi lần lên là tôi thấy cái sách mì của chú lúc nào cũng đầy hết ta. ăn Chú cho không có thời gian nấu hả? nó tiện Ừ. để Còn đâu có thời gian đâu mà đi chợ nó mua đồ ăn dạ. kiếm chứ Còn đâu. cô Lan là thôi bây giờ con hỏi sức khỏe của cô Lan này chú ha. Cũng mấy tháng trôi qua con không có ghé thăm hai vợ chồng chú, thì có ai đến thăm không, Đâu có gọi ai không? đâu, không có đâu. Chắc có lẽ là sau lúc trước thì có điện thoại đó, có nhiều người điện thoại Có tới đúng không người chú họ ha? điện mà không tới, cũng có Dạ. nhiều người điện mà không tới. Rồi sức khỏe của Lan hiện tại là con thấy Cũng ho vậy, mấy cả. giờ coi như không hút đàm nữa mà giờ ho ra ngoài, ho đàm văng ra ngoài. Dạ. Ăn thì vẫn phải ăn ống thôi. Rồi chú có hỏi bác sĩ là bao lâu là chú cái chỗ cái cổ này lấy ra được, hay là cái đường truyền ở mũi á, rồi bao lâu là mình lấy được không chú được? Cái này phải vô bệnh viện, giờ nó có điều kiện đem vô bệnh viện cho người ta gỡ này ra. Thằng vô nó ở không lâu rồi, nếu vô bệnh viện cũng phải nửa tháng tháng á, tao nó nội soi nó kiểm tra này coi mới rút được cái này. Thật có Dạ. lỗ, cái lỗ này nó bự quá à, phải mai cô ta 5 6 tháng thì nó rút ra tự lành, Dạ. còn này cô để lâu quá rồi 3 năm rồi, thử ra phải mai lại nó mới lành. Còn đó là cái dưới, còn cái mũi, đường Mũi mũi. nếu mà yên này ăn này được thì tự phải rút này ra ăn được, miệng đâu cần này đâu, cái này để mũi nó ống này để ống ăn mà. Dạ. Nếu mà ăn miệng rút này ra Ý là con hỏi là khi nào là ăn ăn được miệng mà để rút cái đó ra đó. thì là lấy được ống này, Lấy phải cái rút ống được cái dưới ống này à, dưới ống à. dưới à, cái quan trọng là cái dưới được kia cái đã. À dạ con hiểu rồi. Cái ống này trước là để gắn oxy thở đó, Dạ. không mà nó còn để trong này rồi nó vướng, ăn vô nó vướng nè, Còn ngon hoài à. còn tay chân cô thì sao chú được, À, con thấy cũng nè. vậy, vẫn công vậy, Con thấy tay chân nè. co là đó Có chú có tập và vật lý trị liệu cho cô không? nè. Ý Lâu là lâu bóp thôi chứ có mỗi ngày không khả năng, đuối làm sao mà con nghĩ sao con mình tới giờ này là đuối lắm rồi, cầm cự được tới giờ này cũng hay rồi đó. dạ Vợ ơi, ráng lên vợ nha, ráng dạ ha nhớ con đúng ha, không? nếu À nhớ. mà Dạ có ai chồng ráng lên vợ cái ơi. có nhiều người con đi quay, người ta góp ý á, là cái này là con nghĩ là những người biết và hiểu biết ở bên nước ngoài á, người ta nói là cái khăn này quấn tròn á để khỏi cái co cơ găng này cũng đúng nè, với lại người ta nói là trái banh, cái trái Không banh mà được, lỡ vậy có ha. mua banh để hai tay hai cái banh đó rồi chừng vẫn lao chùi không để ý nó lỡ mấy kẻ tay hết Dạ. trơn, nữa đâu dám để banh nữa, Ừ. lỡ không mấy kẻ tay hết trơn à. Rồi chân người cũng không cử động được hả chú được, Chân cứ cứ này giờ vậy có những cái hả? chân kia chẳng được, còn chân này thì thua rồi, nó chỉ giãn ra chút đâu, thẳng chân đút cho coi vợ, ơi thẳng chân kia coi đâu, giờ ông chân ông coi coi nào, bà tỉnh táo lắm nói đâu, thẳng ra chồng coi coi, thẳng ra À. thẳng chân ra, thẳng chân này ra coi, ê nè ráng lên thẳng chân ra nha, Thẳng chân được này không thẳng hả được chú? nè, Thẳng được không? Chân trái hay chân phải chân chú? trái thì thẳng được còn chân mặt thì nó yếu Co. co lại, Còn tiểu tiện thì cô vẫn là vẫn như vẫn đi cũ. ống vậy đó, Dạ. chân này thẳng ra được vợ Đi ơi, nhẹ thẳng nhẹ ra nhẹ hả coi chú? đó. Cũng còn thẳng được chân này thua không tới đây À, nhẹ thôi. à. Không là thắng được, Nó phải tập dần dần này mới mới được á chú được. phải có vật lý trị liệu á, Đúng rồi. có người rành mới tập được. Chân này không thẳng được, chân này tới đây à, Dạ. gán lên vợ ha ha, Con thấy có cái máy này là máy gì đây chú? máy hút đàm, máy hút đàm á, bây giờ mà hôm nay đâu có hút đàm á đâu, Dạ, rồi nhà cũng ho ra đỡ ha. ngoài, trước nó ho dính trong cái nòng này mình phải hút cho nó dễ thở, giờ nó văng ra ngoài luôn rồi đâu có còn. Là bây giờ cái mong muốn của chú là dẫn vợ đi bệnh viện để mà hỏi bác sĩ tháo về cái đường đó ha, đường Đúng ho đó rồi, ha. mong cho bà vô được bệnh viện một chút, gỡ được cái này ra cho bà khỏe chút, chứ còn mà hồi phục 100% chắc không có là không nổi đâu. Không 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 được hả chú?
Thì rút được cái đó thì ăn được miệng cơm đồ. Nhưng mà cô như vậy là 3 năm trôi qua rồi, con thấy cũng giống như người ấy vậy chú ha. 3 năm mà hên là không có lỡ lít lỡ gì hết trơn, nó không người nó cũng đỡ, không có lỡ Dạ. đợt nóng vừa rồi cũng đâu có lỡ đâu, chăm sóc kỹ mà không có lỡ. Bây giờ ha ha thương dòng không hả? Nay mới tỉnh táo nhìn thấy có thấy khác không? Con thấy da dẻ thì nó hồng hào hơn đó. Thấy tỉnh táo hơn. Nhưng mà dạo lần lúc trước đó chú, Sài Gòn trời nó đổ dở Nắng trời á, thì cô có sao không muốn gì nữa, lưng đồ vẫn còn không có bị lỡ gì, nằm nghe qua chút thôi, dở ơi? Tôi nhẹ nhẹ nghe thôi qua chú, có chút chừng nhẹ đâu á, nhẹ nha, không có đâu. Đâu có lỡ có lỡ không chú? đâu, không Ôi cô nằm 3 năm mà không lỡ tí nào đâu luôn. có lỡ đâu, xương khu không đỡ nữa. Vợ ha 3 năm rồi đâu có lỡ, chăm sóc kỹ nữa đâu có lỡ. Dạ đúng rồi, coi vì con tới đây á chú, con không có nghe mùi do là chú kỹ lưỡng. Chịu khó nấu nước trà chăm bàn thờ xong còn nhiều để lau mình cho cô á. Chú rồi chú có cái hy vọng nào mà đi đến bệnh viện để mà Hy cứu cô vọng lại ấy không? Cứu cô lại là nhiều lắm, mà chỉ mong quả khỏe thôi, cho mà làm được ăn uống thoải mái rồi lại không còn ho nữa. Nó gỡ này ra hết ho à, nó gỡ dạ được này ra bớt ho, để dướng cái này đó giờ dạ đâu còn đàm trong họng mà hút ho, dướng này là ho, đụng tới mà thay cái này là ho dữ lắm, nó móc này nè cái chỗ này đó. Giờ mong sao cho đưa em vô bệnh viện, cho nếu chú đi là chú đi bệnh viện nào? bệnh viện quận 8 cũ á, bệnh viện Phục phục hồi hồi chức chức năng năng quận hả? 8 mà, thì quân ta nắm cái bệnh của bà rồi, nó nằm cũng mấy tháng đó. Nhưng mà chú có bảo hiểm rồi gì không? Có bảo Có vợ hiểm, chú á? có bảo hiểm Ơi, tự nhiên cái giật về chú. sao đó. Âm hiên nè, mình đi này gác qua đây nha vợ ha, làm gác chân quanh nha. Đó, ráng ráng đi ha, ai bỏ là bỏ chồng không có bỏ vợ đâu nha ha. Là qua bên đó là hy vọng là sẽ lấy ra được đúng không chú? Được, lấy được Tới bây giờ lấy được hay không là chú vẫn chưa chắc chắn hay sao? nhưng mà giờ được, tại vì cũng tham khảo nhiều rồi đó. À Mà điều phải nằm cũng phải nửa tháng tháng lần đó, để ta kiểm tra sức khỏe, ta mới dám rút, chứ phải vô rút liền đâu. Nó dạ phải nội soi, phải đi khám cái này lần ở bệnh viện nhiệt đới về thay một lần, tới giờ là 3 năm nữa mới được hai cái nòng, con ta đâu có để lâu như vậy, dạ mình cũng đâu điều kiện lần thay tới mấy triệu lần. nhưng mà con thấy cái điều cô là cái có cái nịt nịt quanh cho cô không có quậy cái tay ấy ha. Đúng rồi, còn không dở ra chút nữa là xúc nữa rồi đó, để cho bà thả lỏng á không được, Cái này là thay vì đâu ức phải tối ngày canh nó hoài đâu được, cái tay không tự chủ được. là tối là chú ngủ dưới đây luôn. Đây ghế bố nã đây Cực cơ chú ơi kệ, chú ha. ráng đi làm sao giờ, giờ tình nghĩa vợ chồng mà giờ làm sao giờ. Vậy ổng mâm Tết nhờ được mạnh thường quân giúp đỡ, là từ thiện nó giúp đỡ cũng cầm cự được tới giờ này á. Chứ không là chắc cũng Sao khó chú khăn không đi á. làm, cái tiền đâu ra sống, ngay chồng có làm gì ra tiền, nói chú có gì làm đâu, mà đi làm phải mướn người nuôi, cái vòng luẩn quẩn vậy đó. Dạ nó không có cái lối sáng suốt chú ha. Giờ mướn người nuôi thì ngày ở nhà chạy ra 500 bao cơm, chạy 600 rồi, trong bệnh viện 500 Đà bệnh viện thì là mắc ha. rẻ đó, giờ nó hỏi là 600 700 không à. Dạ Hoàn cảnh của mình, ta có nuôi người ta cũng thông cảm, ta tính rẻ chút chứ mình đâu có chăm được hoài đâu, sức đâu mà ngồi chăm hoài, ở nhà còn đỡ chứ trong bệnh viện đâu có chịu thua rồi. rồi chú có tự nấu ăn hay gì không? Có khi nấu khi không, bữa nay không có cơm, ăn Mì nữa mì. à? Lần trước con lên có lần mà là lần mà gần nhất con lên trước lên với chú lúc trước đó là chú cũng ăn mì cái tôm, là chú đang ăn thì con mới vô luôn, rồi con sẵn cái nói chuyện luôn đó. À, sữa của cô là cũng đầy đủ nè chú được. Cũng phải lo gì gì chứ, cũng phải lo mượn nợ chạy, lo cho bả không tiền cũng phải ráng lo cho bả chứ, Trời con thấy mình đói với đâu để cho bả đói được. Dạ À, chưa đó chưa để đói, vợ đó bữa nào mà vợ ha. Đó, thôi thôi con thấy 3 năm là dài khiếp luôn á cho chú được. con mình hỏi
Nhiều khi chú cũng đuối lắm rồi chứ, nhưng mà ráng giờ biết sao giờ. Mình không có đánh đấu rồi, ai lo cho bà, đâu có ai lo đâu. Dạ đúng rồi. Gia đình bà coi như là xong rồi đó, không giờ họ không, không điện, không có gì. Nói Mấy tới cái Tết là không có hỏi tới nữa. nói tới Tết còn không hỏi thăm nữa, không điện hỏi thăm chứ đừng nói lên thăm. con nói tới gia đình, con mới nhớ là cô Lan là lúc trước chú nói có mấy anh chị em. Có mấy bà chị nữa đông à, Thì chú biết bà không? thứ tám đó, À, thứ 8 thì thấy bà thứ còn tám 7 là 7 út người. á, bà là út tám à, Còn 7 người. Mà không không ai gọi không điện ai quan đó, tâm luôn. có lúc trong bệnh viện thôi, lúc trong bệnh viện có vô thăm thì thôi, về tới nhà giờ 2 năm rồi không điện mà cũng chẳng lên thăm, Thì không gửi như tiền thì cũng gửi nhớ điện hỏi thăm em mình sao, chả ai hỏi thăm. Không có mấy đứa cháu ở Thủ Đức nó gọi, chú không nghe là nghe. Thủ Đức ở đây mà không lên thăm Tết chứ không lên thăm mà gọi điện hỏi làm gì. Chú hỏi bà có nghe không? Bà không, bà bị không nghe. Bà tỉnh mà. Thủ Đức này gần xịt nè, sóng thần ở đây gần xịt mà không lên thăm mà điện con làm từ gì. Thủ Đức lên đây, con từ Thủ Đức lên À, chú mấy đứa đây. cháu bà ở Thủ Đức nè, còn bà chị Thủ À Đức á. Nó gọi chú bà hỏi ý kiến bà bị thôi đừng nghe, thôi không nghe. Không có tiền cho thì lên thăm gì mình á. Động viên bà, động bà trong người thân lắm á. vậy hả chú? À, giờ hỏi về quê ông về liền á, hỏi về về À quê ông vợ đó, giờ hỏi về à quê ông, có còn họ cô về còn còn có cô Sóc còn còn Trăng còn mẹ nhà không, cha mẹ chết rồi còn mấy bà à chị à. vậy cô về Sóc Trăng không về hả? Chà, kiểu kiểu như khao khát hả chú hả? Tại vì Sao mỗi không năm có mỗi về đó, mỗi năm mới bây về giờ không nằm có đây 3 năm bao nhiêu chú nói hai hai cái Tết rồi, chữ ai hai cái thăm năm rồi đó, 2 năm đang Tết đây nè, chú. Còn Tết cho con xem mấy tấm hình mà chú lúc trước mà chú của cô Lan đó, cô Lan đi làm đó, chú lấy cho con xem với nha. họ nhớ có chụp mà. Đó là ok, không ai đến thăm mà con đến thăm nha, Thì được không? con á là thăm á, thì có thực tình luôn á. Chỉ có con thôi hả chú? Thì con nó thăm thôi chứ đâu có ai đâu. Nay con có phụ tá nữa hả? Để cho con mấy tấm thôi chú là được rồi. À, được rồi chú, được rồi. À, hồi xưa theo chú được chia sẻ là cô Lan lúc làm xí nghiệp á là cũng là có tiếng ở trong đó về 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 sắc đẹp á ha. Lúc đó Lớn khoảng 30 tuổi tuổi không chú được. mà làm đó cũng lâu rồi đó, làm lúc xí nghiệp nó mở mới mở ra Còn đây là hình đi chơi cô xí đây. nghiệp, đi tổ chức đi du lịch đó Cô là áo đỏ đúng không chú ha? à. Đúng không? Chó cho nó sủa Chó bên kia nè, đó. biết ai không, biết hả? Qua có con nhỏ, Ai nhỏ chanh là xí nghiệp hôm qua nó cũng tới nó thăm bả, lâu lâu về em trong xí nghiệp cũng tới thăm. Mấy người làm trong doanh nghiệp mà tới thăm là Dạ quý lắm á con chú, tại đúng vì người, rồi, lâu lắm rồi không có liên lạc, người ta nghĩ tới là nghĩ chắc chắn tình nghĩa nó tới thăm á, bả sống. mấy người xí nghiệp vô đây là thăm là cũng cũng nghĩ tình nghĩa lắm người ta mới vô, Đúng tại vì cũng rồi, lâu rồi cô chú ha, lâu mà rồi nghỉ cô. nghiệp lâu lắm rồi, hai hơn 2 năm rồi. Hình như cái tay này cô muốn cụ cụ cửa hay sao mà cửa không được nè. Lâu lâu mở ra thả lỏng tay coi, chồng coi coi thả lỏng tay, thả lỏng coi thả lỏng, anh coi coi thả lỏng tay xuống thả lỏng lá bao ở trên này rồi Để coi thử rồi coi ấy không, với nhiều lúc thấy cột cũng đau lòng lắm mà giờ không cột cũng không được, tôi quên xúc cái này rồi, nhiều khi kêu tá người ta có liền đâu, bọn vậy vậy xúc ba cái dây đó, đó dây tiểu hên nhỏ đó, bọn nó không có trực nó nhà nó tới thay giùm chứ không đó. Đó, thả tay xuống vợ ơi, thả lỏng tay xuống công coi coi, thả dưới thả lỏng tay xuống đừng có leo lên trên nha, dứt sức cái dây này Ví nha. dụ mà chú không không có cái dây đi thì cũng cạ vô mặt chú ha, mấy tay cũng cạ vô mặt chứ đúng không? Này quấn này cho có mấy cái tay đừng quặp vô á, nó đỡ phần nào thôi chứ còn tay chân nó quắp hết rồi. Nằm lâu quá nó quắp tay quắp chân hết rồi. 50-60 kg giờ chắc còn được chưa, 30 kg quá Còn mà hồi được cái xưa đỏ và tỉnh táo hàng con ngày nghe con hiểu chú ha.
nay ở tỉnh nó nói gì không biết, nói không được. Mày rút được cái này ra thì nói được, dạ. Hay rút ống này ra là nói được rồi đó. Là cũng đang có cái đà mà phát triển đó chú ha, sức khỏe đang dần tốt á. Bây giờ là chỉ cần rút cái đó ra nói được là ok rồi, dạ, cũng rút này ra được, ăn miệng được, dạ. Ăn miệng được rồi rút được cái ống này, dạ. Không có bơm nữa, nấu cháo rồi nhà nấu rồi cho ăn. Đó. Thôi được rồi chú ấy cô lại cho ông cô đó, đó, chú thôi, cần thôi, nhiều thôi. Lúc chú thôi, khổ lắm nha, sức hai lần không phải, chứ không phải là tự động một cột đâu, sức hai lần rồi, đi đổ rác một lần, đi đổ rác bia vừa vô là thấy cái ống nằm ngoài rồi, thôi thả lâm xuống, thả xuống, à, để chịu khó nha vợ nha, ha, ráng đi ha, để nó cũng đau lòng mà cũng phải chịu thôi chú, chịu con mình, ha, à, cô chú che giùm con cái phần của cô lại. Lót nhà cho đỡ cấn thì gì nịch. Ba năm trời chú không có đi làm được gì, anh chị em thì không lời hỏi thăm hả chú? Không, nói không hỏi thăm là không đúng. Trong bệnh viện thì có, hồi lúc về tới nhà 2 năm rồi không có. Ở đây con dạo gần đây thì con có quen một cái trường hợp cũng tương tự như như vợ chồng chú, có nghĩa là cũng là chấp nối, hai người là chấp nối, và cái bạn đó là nhỏ hơn chú, tại tuổi đời chắc nó nhỏ hơn con tuổi à, mà cũng có vợ mà bị bệnh viêm phổi đó chú. Được, nói chung là người là tệ hơn vợ chú nữa, vợ chú còn có cơ nha, nó con nhìn là còn thấy có cơ, còn bạn kia là không có luôn. Nằm yên vợ ơi, để chân bên kia đi lạc qua. Nhưng mà con thấy cái điểm giống nhau là hai người đang trên dạng đà hồi phục, có nghĩa là bạn kia đang tập vật lý trị liệu nữa là hồi phục. À, chú ấy cái phần của vợ, còn vợ chú là đã 3 năm trời rồi mà giờ không biết làm sao đây. Chú biết vì sao mà con so sánh chú với lại cái bạn đó không? Tại vì sau khi con đăng lên là có nhiều người kiểu như là thấy cái bạn đó và chú giống nhau, cái hoàn cảnh là giống nhau, mà cũng là chấp nối với lại là yêu thương vợ mình đến cùng, chứ không không như những trường hợp khác là thấy vợ cái là bỏ chạy rồi. Đúng không chú? Được, đó là những cái mà con so sánh cái điểm mà giống nhau giữa chú với lại nhưng mà nghĩ chắc người ta cũng còn có gia đình người thân này nọ chứ đâu có như mình. Dạ đúng rồi, người đó khuyên mình vậy, người ta không có gia đình nó động viên hoặc gì đỡ, con này có thân của mình nó khổ hơn cái chỗ đó. Dạ đúng rồi, cái bạn muốn nói chuyện đâu nói chuyện ai, bà đâu có nói chuyện được. Dạ cái này nhà trọ thì làm suốt ngày, đâu có ai có chủ nhật ai cũng ở phòng á, có nói chuyện ai được đâu. Dạ Kim nào ở đây giống như góc đảo vậy, con có tới thăm thôi chứ đâu có ai đâu, có mình con ấy. Lâu có người mới xí nghiệp nó tới mà mới thăm, mà mấy tháng nó mới tới một lần. Dạ để con thử điện cái trường hợp mà con qua hẹn coi bắt máy không. Có trong phòng không đáng. Thả tay chút, thả tay chút, thả đâu thả lỏng chút, thả lỏng chút, thả lỏng chút, để xúc cái tay vô thả lỏng. Vợ đâu cho anh xem ơi, thả lỏng chút. À vậy ha, đang ngủ hay làm gì đó nè. Đáng nè, anh đăng trường hợp của Đáng lên đó, với lại trường hợp của cô chú này cũng tương tự như trường hợp của Đáng nè, nhưng mà vợ chú này đỡ hơn nè, anh quay camera cho em thấy nè, thấy không? Dạ. Cũng như như em vậy đó, nhưng mà cô này đỡ hơn, có da có thịt hơn vợ em chút xíu. Dạ. Nay vợ sao rồi? Nay đỡ hơn tí rồi. Đỡ hơn hả? Có tập vật lý trị liệu không? Có. Chị thấy đâu? Chị thấy về dọn dẹp chỗ. À. Ôi sao sao Trang bữa nay mình thấy ốm vậy Đáng? Ốm mà nay
Cái đó lại đang đang ngủ hay sao đó hay trợn trợn mắt vậy? Nghe nha. À. Mừng quá, người tới thăm mừng quá. Thôi anh điện hỏi thăm thôi, tại vì anh quay cái trường hợp này nó giống cái trường hợp của em quá, mà nhiều người họ họ cảm mến cái tình tình vợ chồng của hai trường hợp này đó, thì anh có điện hỏi thăm đáng một xíu. Ừ, nay vẫn khỏe chứ? Có đi chạy Grab không? Ừ. Đừng có chạy. Ừ. À rồi có cái có. Thôi vậy ha, có gì bữa nào anh ghé thì anh điện trước nha. Ừ. Thôi thôi đáng nghỉ ngơi đi nha. Rồi rồi. Ủa sao bữa nay lại phải phải kê cao vậy chú được? Kê cao cho bớt ho. À, bác sĩ dặn chú vậy hả? Rồi nuôi hoài chú để ý chú biết. À. Bây giờ ha, ráng lên vậy nha, ha ha, ráng lên ha, 3 năm rồi đó ha. Ráng lên vợ Rồi, ơi. hôm nay con tới đây thăm chú được đó chú. À, thì đây không phải là lần đầu ha, con đã đắc rỡ rất nhiều lần con đến đây, và con thấy cái tình hình sức khỏe cô hiện tại á, thì theo như chú nói là chỉ cần gỡ cái tới bệnh viện gỡ cái dây ra là sẽ hồi phục chú ha, hồi phục sau lúc trước thôi chứ còn hồi phục mà để đi đứng luôn thì đâu có được. Không được, Dạ. chỉ có đỡ rồi thì cứ ăn uống rồi thở ra rồi này nọ bớt ho, để Dạ. ăn được nó có sức, ăn cơm được miệng thì nó có sức hơn là mình bơm cháo. Đúng rồi. Ăn cơm có sức đề kháng. Đó thì Ừ. con cũng mong là cô khỏe được tí nào thì hay chút đó. Với lại là ngày hôm nay con lên thăm cô chú cũng có một ít quà ha. Con muốn gửi đến thay mặt, con muốn gửi đến cô chú thì chú đợi con xíu nha. À, thì như con có nói chú ha, con đến đây thăm hai vợ chồng, Rồi. con Sáng lên. có cái món quà của Mạnh Thường Quân gửi đến hai vợ chồng ha, là 3 triệu đồng, cái này là cô Mỹ Hiếu ở quận 5 gửi cho chú nha. Dạ, chú đếm giùm con, hay để con đếm luôn cho này, 1 2 3 4, 1 triệu 5 tờ đúng không chú ha, Rồi. 1 2 3 4 5 là 2 triệu, 1 2 3 4 5 là 3 triệu, cái này là của cô Mỹ Hiếu. Rồi, cho hai chồng chú tình thật cảm ơn cô Mỹ Hiếu cũng có lòng giúp đỡ vợ chồng chú vượt qua cơn khó khăn này ha. Dạ. Vợ không ho nữa nè, ta thì Mạnh Thường Quân ta giúp được 3 triệu nè vợ ơi. Hỏi ơi, hỏi hỏi ơi. Ừ, con. Nè. Hỏi. Tại cô ho mấy hả chú à, hay là giỡn trời cô ho ta? Ho đàm văng ra ngoài không à, trước phải hút á. Bây giờ Dạ. nó đỡ thôi. Thôi chú cũng cảm ơn nha, Mạnh Thường Quân là nhiều lắm nha. Dạ, còn nữa chú, chưa 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 hết mà. Với lại là tả đó chú, tại vì con thấy cô nằm này đến tốn nhiều cái, ví dụ như miếng lót nè hay là tả đó, thì có cái cô ở quận 6 gần vòng xoay Phú Lâm đó có gửi cho con một ít tả, thì con dặn con là đưa cho những trường hợp nào mà cần thiết đó, thì hôm nay con lên đây con gửi cho chú luôn ha, cái này là tả Cảm mới nha chú nha, chứ ơn nè tả mới nè nhiều lắm. đó, cái này là tả dán, đó là cái này tả dán nè, này tả tả quần, thì con đưa cái size nhỏ đó cho chú cho nó vẽ nó dễ. Ta cho tả nữa nè vợ ơi nha. Đó là còn nữa à, cái này thì cho chắc là cho con nói một xíu là chú á, là chăm sóc cô á, là chắc chắn sẽ đi lại rất là nhiều thì sẽ bị đau khớp mấy cái nhức mỏi đó, chứ không phải nó khớp, còn nó lộn, là cái này là có cô Thu Đặng ở Mỹ nè gửi cho chú thuốc xoa bóp, tức là khi nào mà chú mỏi đó chú lấy Cảm để ơn xịt nha. nha. Dạ. Còn ngoài ra là có chị Mai Ngọc ở Đức là gửi chú chai dầu xanh, cái này giống dầu xanh của mình thôi đó, khi nào chú thoa lên.
Thôi thì chú vợ chồng chú biết nói giờ cảm ơn tất cả mạnh thường quân đã đồng hành với chồng chú từ hồi nào đến giờ, nó mới lần này không Dạ. nhiều rồi cũng rất là cảm ơn. Chứ giờ thì cũng, chú Cô cũng à. bó tay rồi, thấy hoàn cảnh chú bó tay thiệt luôn á, giờ đâu có ai đâu, mới có ai mà dòm chừng bá rồi mình còn đỡ, giờ đâu có ai đâu, con tới hoài con thấy đâu phải không má vợ ha, Thấy trời chú là đâu có khổ đi lắm. đâu được. Giờ mong cho bà khỏe mà bao nhiêu xưa chắc không không giờ được đó. Dạ. Còn cái cuối cùng con muốn nói với chú và tất cả mọi người, hiện tại thì Team Go Food đang kinh doanh thêm gạo và nhu yếu phẩm. Nếu bà con trong và ngoài nước có muốn làm từ thiện ở các chùa nè, trẻ mồ côi, bếp ăn không đồng, hay là những cái nhà thờ, dưỡng lão, nhiều chỗ, hoặc là những cái nơi mà còn thiếu cái ăn, thì có thể liên hệ đến Kango Food để mà mình đặt hàng, cũng như là bên này sẽ tự tay đóng gói và vận chuyển tới nơi, và thậm chí là sẽ quay lại clip và đăng lên trên kênh nữa. Thì mong cô chú anh chị ủng hộ Team Go Food. Và bây giờ là cái phần này là cái phần của cô Hoa ở Mỹ. Cô Hoa này, khi mà cô Hoa vừa biết tin Team Go Food có kinh doanh thêm á, thì cô rất là ủng hộ. Thì ở đây là cái phần quà của cô là 600 ngàn, tương đương 600 ngàn. Là nó gồm những gì thì cái này là gửi cho chú được luôn. Dạ, tại vì thấy chú ở nhà trọ đó là cũng cần thiết, cho nên là cô nói con là gửi cho chú. Đây để con lấy ra ha. Sao không cứng vậy chú mở Để em cầm làm. lấy kéo. Cái này do con đi xe á, cái con sách á. Cắt từng con à. Đây chú cắt từng con này. Dưới này chú. Dạ. Cái này là gia vị hả chú được? Cái này gia vị. Thì con nghĩ cái này chắc chú ăn mà với mà ít nấu thì chú ăn cả năm á. Còn gì nữa, Đúng không con? Đúng không? năm cái gạo ăn biết Đây nè, lâu chưa à, hết, dầu. Ở đây là mắm nước mắm. Đó, chú bỏ góc cái giùm con ha, để con lấy từng cái ra. Dầu ăn hay chú. Và bột ngọt với lại nước tương nè. Bột ngọt với lại đường. đường. Hồi nãy cái này nãy là hạt nêm, con nói nhầm là. Rồi hơn nữa là một thùng mì. Mì. Và cuối cùng là 10 kg gạo chú được. Đây. Đây. À, chú bỏ ở dưới luôn ha, con bỏ ở dưới luôn chứ. Thôi bỏ ghế mình chú. À, đây là cái phần quà của cô Hoa ở Mỹ. À, khi cô biết tụi con kinh doanh thế này đó, cái cô mới mua cô keo là gửi đến những trường hợp khó khăn giùm cô. Thôi không À, khóc nha. sao À, thôi à, camera lại đây nè. bà cảm À, động bà cô muốn bà khóc nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn đi. Dạ, cảm ơn đi. Cảm ơn, nói tiếng cảm ơn đi. À, cảm ơn ha. nha. À, Không sao nha cô không nha. Thì cho cô gì. với chú đỡ cái phần nào thôi, chứ con thấy là chú mấy lần từ trước đến giờ là con lên thăm chú đâu có làm được cái gì, cũng đâu có ra được cái thu nhập. Nha cô. À, chú cũng cảm ơn rất nhiều người đã ủng hộ vợ chồng chú, rồi cảm ơn kênh YouTube nữa, Dạ. cũng nhờ cái câu nói đó mà mọi người biết cái gì chồng chú, nó cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Không có khóc, không có khóc, không có khóc nha. Ho nha, khóc là ho Đây đó, đây đây là những món quà mà con nghĩ rất ha. là cần thiết cho Rồi chú, đúng đúng không? rồi, Chú công nhận không? đúng rồi, Nó hợp lý và nó cần thiết. Thứ nhất là tả thì tất có nhiên chú chú phải là đi mua. không đi mua thì tiền đâu mà chú chịu nổi. Tất nhiên là không có con chú vẫn sinh sống bình thường, nhưng mà Khó có thì khăn cái bầu con trời nó thêm sáng một xíu thôi. đúng rồi. Thay vậy ha chú được ha, con Rồi. cũng em nhỏ cũng thay mặt cho gia đình chú được, cũng như là Team Good Food, cảm ơn quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho trường hợp của chú được và cô Lan, hơn nữa là đã giúp đỡ team, ủng hộ đi, ủng hộ team Good Food trong thời gian đầu để kinh doanh. Xin chân thành cảm ơn. Và thôi con cũng xin phép chú được ha. Không Con về, chứ tại rồi, cũng xa đúng mà rồi, giờ cũng gần tối rồi. Dạ. chúc cảm Thôi ơn chúc nhiều chú sức nha. khỏe nha. Chú Rồi cảm phải ơn nhiều. có
chú phải có sức khỏe đó mới mới đang lo cho bà chứ, kệ chừng nào nó lật thì lật biết chừng nào, giờ thấy cũng còn khỏe không? Mà kéo dài quá chắc lật thiệt không mệt rồi làm sao ý là lật lật của chú này lật chết bệnh đó, thôi à. lật bệnh đó mà nằm đây có lo mình rồi bệnh ra không phải ai lo mình, không phải Nên chú phải cố gắng giữ sức khỏe nha. Vợ ha thương vợ lắm á ha, ha biết không, biết chồng thương vợ nhiều không biết hả? Nghiệp quá vậy, hậu Covid mà nặng nề. Thôi chú, con hy vọng là nếu mà có duyên thì chú đưa cô đến cái bệnh viện để mà ấy chúng cái đó cầu là chỗ chúng cổ cầu đó. mong vậy cho đỡ, Dạ. dù không có gì đút ăn thì bà nằm về cũng đỡ, rồi đỡ bên trong mở tay rồi ra được, Dạ. không có dướng cái này thì mở cái tay này ra rồi đỡ được chút phần nào, thấy gỡ được cái này gỡ cái này ra rồi tay tháo ra hết đâu để làm chi, đâu cần địch như vậy. À, thôi em nhỏ, clip hôm nay cũng dài. À, em nhỏ xin kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo ạ.